Nút thử thách, nút thử thách, tất cả có ở đây. Tuyệt vời. Nút thử thách. Wow. Xin chào. Cái gì? Tuyệt vời. Mình vào trong được không? Yeah, được chứ. Yeah. Em muốn chơi trước hả? À hả. Mình nói rồi mà, nó là hộp phép thuật. Oh yeah. À hả. Đúng. Goodbye. Sinh tố đi ha. Thơm quá. Món gì đó rất ngon luôn. Bắt được rồi. Anh sẽ bị phạt vì tội trộm cắp. Hả? Đi, đi. Cố lên.
phải bấm một nút thì mới được ra ngoài. Quá dễ luôn. Ha ha, biết rồi. Cái gì? Không thể nào. Cái gì vậy? Ồ, nút này. Làm sao ra ngoài đây? Đây, đây mới là nút bấm đúng. Mình sẽ thử mấy nút này. Không đời nào. Oops. Xin lỗi nha, chúng em không cố ý. Cái gì thế? Tuyệt vời. Slava, cậu bị cháy nắng hả? Rắn. Ở đâu? Ở đằng kia. Được rồi, để mình. Đồ chơi. Nó là rắn đồ chơi. Tuyệt vời. Đi uống nước ngọt đi. Sao hả? Được rồi, để mình xử lý. Không đời nào. Không đời nào. Wow, lại là đồ chơi. Mình cùng bơi đi nha. Được, đi thôi. Một, hai, ba, nhảy. Ừ.
chuyện gì vậy? Có cá mập. Để mẹ lo cho. Oh yeah. Tuyệt vời. Oh. Wow. Có ý này, mình có thể làm bữa trưa ngon lành. Nhâm nhâm. Tuyệt vời. Cố lên. Cá mập giả hả? Gì? Cái gì? Oops. Không đời nào. À ha, bắt được rồi nha. Ha 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 ha.